Xin kính chào quý cô bác anh chị, quý khán giả đang theo dõi video tiếp theo trên tất cả kênh YouTube của các anh em. Trưa hôm nay có một số tin vui dồn dập luôn cô chú anh chị ơi. Thì trong bản tin buổi sáng hôm nay mình mới trao đổi với chú Ngọc. Hiện tại là bên cơ quan chức năng đã thụ lý về cái câu việc mà chú Ngọc về em vụ để trình báo. Đang yêu cầu trục xuất cái anh thanh niên tự xưng là chủ nhà ra khỏi nhà. Đó, có điều mà chú Ngọc, em Vũ hay là tất cả các cô chú bác đang theo dõi drama từ đầu đến giờ mong muốn là em Vũ được về căn nhà sớm nhất. Ngoài cái tin vui đó ra thì chú Ngọc cũng thông báo là cái câu chuyện mà cái bà cô ruột mà trước đây mà đang giữ những cái khoản tiền từng lúc mà Vũ còn đi làm thuê đó anh, thì chú Ngọc chia sẻ là bà đang giữ số tiền của Vũ là 26 triệu, nhưng mà sau đó thì Vũ mới đòi được có một nửa, tức là lâu lâu mới chuyển cho 1 triệu 2 triệu. Rồi cách đây là khoảng 8 ngày, chú Ngọc và em Vũ đã gọi cho bà, thì bà nói là bà sẽ chuyển trước 2 triệu và số tiền còn lại là trong vòng 10 ngày. Thì bữa nay là còn có 2 ngày nữa thôi, thì là vẫn im hơi lặng tiếng, cho đến thời điểm này là vẫn chưa có động thái gì. Và nếu như thực sự mà đúng cái thời hạn 10 ngày mà cái bà cô Vân này bà không trả tiền cho em Vũ thì chú Ngọc sẽ nhờ bên cơ quan chức năng vào cuộc thôi. Chứ cái người cô này từ cái câu chuyện mà tham lam muốn giành cái căn nhà của em Vũ, rồi bây giờ cướp đi những cái tiền công của em Vũ làm biết bao nhiêu lâu nay. Đó, thì anh Minh là người theo dõi câu chuyện này từ đầu, anh có chia sẻ phân tích gì về vấn đề này thêm không anh? Anh cũng mới vừa nắm bắt một số cái thông tin mới nhất ngày hôm nay là ngày 7 tháng 4. Chắc chắn là anh chị cũng rất là sốt ruột chờ đợi cái kết quả em Vũ chính thức để mà dọn vào bên trong căn nhà đó, để mà sở hữu căn nhà đó hợp pháp. Theo như là sau khi mà cái thông tin mà báo điện tử Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hành vào ngày 5 tháng 4 á, thì anh chị cũng đặt ra cái vấn đề là tại sao mà bây giờ là cái câu chuyện này nó gõ như ban ngày rồi, mà tại sao là em Vũ và chú Ngọc không dọn thẳng vào bên trong căn nhà đó, thì cái lý do như thế nào. Thì hiện tại bây giờ đó, thì mới đây thì chú Ngọc cũng là đi phát những cái tờ báo cho tất cả mọi người, thì mọi người cũng nói là đâu cần thiết mà phải là kiện ra tòa, sẽ là kéo dài thời gian, mình cứ là nhờ vào địa phương ở đó để mà coi như can thiệp vào thì nó sẽ là nhanh chóng nhất. Đó là quan điểm của mọi người. Tuy nhiên thì theo như cái thông tin mới nhất mà mình mới vừa nhận được thì hiện tại thì mọi người cũng biết rồi, cơ quan chức năng ở đó đã là đang trong cái giai đoạn điều tra xác minh. Tại vì em biết cái cậu thanh niên mà đợt mà Vũ với chú Ngọc đến là mở cửa ra thì nói mình là chủ nhà, thì trên bài viết viết rõ ràng là bỏ vô dấu kép là tân chủ nhà. Và theo như chính quyền sở tại đó thì thông tin á, là cái căn nhà đó là trong cái thời gian mà Vũ đi học nghề á, thì bà này là đã bán rồi, có một người ở bên nội, người cô bên nội bán, tức là cái bà đó đó mọi người, bà Vân á. Thì bây giờ cơ quan chức năng đang điều tra xác minh, và cái vấn đề mà mình thấy rằng bên phía em Vũ á rất là có lợi. Tại sao mình nói là có lợi? Tại vì theo thông tin thì chú Ngọc nói là chú Ngọc đi đóng thuế căn nhà đó, thì đồng nghĩa với việc là mình là chủ sở hữu căn nhà đó, mình đóng thuế. Còn bây giờ đó, mọi người cũng nên hiểu rằng cơ quan chức năng đang điều tra những cái vấn đề có liên quan. Bây giờ căn nhà đã bán, thì bây giờ cơ quan chức năng họ đang điều tra về cái vấn đề mà mua bán cái căn nhà này như thế nào. Đó, thì theo như được biết là cái thanh niên vừa rồi đó là chủ căn nhà đó. Đó, thì bây giờ điều tra ra thì cái vấn đề nghiệp vụ người ta điều tra thì mình không thể nào mình nói ở trên đây được, em hiểu không? Không thể nào mình lên trên mạng mình nói được. Dạ đúng rồi. Thì cái vấn đề mà mình thấy và khẳng định 100% ở đây
là cái người đứng tên di chúc là em Vũ, và cái di chúc đó là hợp pháp, được em Vũ là người chủ sở hữu cái căn nhà đó và được thừa kế. Tuy nhiên á, thì trong cái khoảng thời gian em biết rồi, Vũ không có ở nhà thì cái người cô này đã bán cái căn nhà đó đi. Đó, thì bây giờ là coi như cái vấn đề bây giờ nếu mà nói mà dọn vô á em, thì không thể nào mình tự ý mình dọn vô được, mặc dù mình là chủ sở hữu đó. Nhưng mà bây giờ đó là coi như là cơ quan người ta đã tiếp nhận cái thông tin đó rồi, và người ta đang xác minh điều tra cũng như là họp tổ dân phố á. Thì theo như tờ báo đăng, và luật sư thì cũng nêu ra quan điểm á, là trên tờ báo luật sư nêu quan điểm là như vậy thì phải yêu cầu chủ, những cái người tân chủ nhà đó, tạm gọi là tân chủ nhà là những người bên trong căn nhà đó, là phải ra khỏi căn nhà đó. Đó là yêu cầu. Nhưng mà ở đây bây giờ đó, cái đó là cái quan điểm là của luật sư, nhưng mà bây giờ là bên điều tra, cơ quan người ta đang điều tra coi có những cái vấn đề gì không em. Thì có hai cái giả thuyết đặt ra nè. Mình không có kết luận nha, ở đây là mình chia sẻ, mình không có kết luận hay là quy chụp. Ở đây mình có hai cái giả thuyết. Cái vấn đề mua bán ở đây là như thế nào? Tại vì mình khẳng định một cái điều nè, không ai có cái quyền bán cái căn nhà đó ngoại trừ em Vũ. Cái điều mình khẳng định được là như vậy. Nhưng mà cái vấn đề mà cái người mua này thì như thế nào mà mua được cái căn nhà đó, thì chắc chắn một ngày không xa, thì khi mà cơ quan người ta điều tra và người ta sẽ đưa ra một cái kết luận cuối cùng đó, thì cái thời điểm đó thì cái vụ việc nó mới sáng tỏ. Tại vì em biết là bây giờ nếu như mà cái căn nhà đó chưa có mua bán thì bây giờ dọn vô rất là dễ. Đó, dọn vô rất là dễ em. Còn cái này mà đã bán rồi thì chắc chắn là chú Ngọc sẽ là coi như là có những cái lá đơn mà cơ quan người ta đang điều tra luôn. Cơ quan người ta đang thụ lý, người ta nên đang điều tra đó. Cái chuyện mà bán, cái chuyện mà cái anh chủ nhà đó mua của ai thì anh kiếm trực tiếp cái người đó. Còn cái câu chuyện với tờ pháp lý mà bây giờ là chính quyền địa phương, ủy ban phường nó công nhận là anh Vũ này á là đang là chủ tại căn nhà mà căn nhà đang tranh chấp này thì đúng là hợp pháp rồi. Và cái câu chuyện chú Ngọc chia sẻ là trong tuần sau là chú sẽ tiếp tục rải những cái lá đơn tới các cơ quan khác, và cũng sẽ có sự vào cuộc của bên phía báo Tuổi Trẻ và báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đó thì anh biết rồi. Đôi khi là cơ quan chức năng đôi lúc là họ cũng trăm công nghìn việc, đôi lúc những cái việc của mình thì họ có thể là nhiều việc của họ không xử lý nhanh được. Nhưng mà chú Ngọc chia sẻ là khi mà có tiếng nói của bên cơ quan báo chí rồi thì họ sẽ trực tiếp trao đổi với bên phía chính quyền địa phương, sẽ đốc thúc để làm cho cái vụ việc này nó nhanh hơn. Đó là cái tin mà chú Ngọc báo. Còn về cái câu chuyện mà số tiền mà bà Vân cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa trả cho em Vũ cũng khiến cho rất nhiều cô bác bức xúc, thì theo anh có phân tích gì về vấn đề này không anh? Cái câu chuyện mà số tiền nợ trong khi là Vũ bây giờ là không đi làm, đang cũng rất là khó khăn về kinh tế. Đó, chú Ngọc cũng chia sẻ trực tiếp như vậy. Theo như cái quan điểm của mình là trước tiên cái vấn đề quan trọng là phải lấy lại được cái căn nhà, là cái điều đầu tiên nhất ai cũng mong đợi hết. Còn cái vấn đề mà liên quan về vấn đề tiền đi làm em Vũ là cái vấn đề phụ thôi, cái vấn đề đó để phía sau. Đúng à, thì căn nhà nó quan trọng. Người ta nói là an cư thì lập nghiệp, mình có cái căn nhà mình chui ra chui vô cúng ông bà cha mẹ của Vũ mới là cái điều quan trọng nhất. Còn vấn đề bây giờ nói cái tiền bạc đó thì hai mấy ba chục triệu thì cái vấn đề đó là để sau đi. Cái vấn đề đó nó chưa có quan trọng đâu em. Quan trọng nhất là bây giờ là phải sớm lấy lại được căn nhà đó. Nhưng mà để lấy lại được căn nhà đó, mình phải nhờ cơ quan chức năng họ vào cuộc, họ điều tra để mà xác minh trước tiên là những người bên trong nhà đó, thì bằng những cái biện pháp nghiệp vụ thì cơ quan chức năng người ta sẽ điều tra ra những cái vấn đề mua bán pháp lý như thế nào ra sao. Đó thì chắc chắn là trong một cái thời gian tới thì sẽ có câu trả lời. Và khi mà người ta điều tra ra hết những cái vấn đề liên quan về căn nhà đó thì người ta sẽ đưa ra một cái quyết định nha em, đưa ra một cái quyết định cuối cùng. Thì cái lúc đó thì sự việc nó sáng tỏ được. Còn bây giờ mình cũng chưa có kết luận một cái điều gì 100% hết. Nhưng mà những cái điều mà mình khẳng định ở đây á là di chúc đã được mở thừa kế, và Vũ là cái người
được thừa kế căn nhà đó, mình chỉ biết như vậy thôi. Dạ thì sau này cũng có trao đổi với chú Ngọc, chú chia sẻ là hiện tại là vẫn anh thanh niên đó vẫn đang ở trong nhà cùng với một người, một cô gái nào đó, và chú Ngọc cũng nói là có mẹ của người thanh niên đó là cũng thường xuyên lui tới đó. Mấy hôm mà mấy anh em YouTube mình đứng ghi hình là cũng có một người phụ nữ nào cũng hay ra vào cái căn nhà đó, thì chú Ngọc xác định là mẹ của thanh niên đó. Và chú Ngọc và em Vũ cũng nhiều lần là tới gõ cửa để coi như là hỏi thăm nói chuyện thôi, chứ không phải là để kéo băng rôn hay làm ôm sùm như hôm trước. Nhưng mà chủ nhà họ của họ cũng không hợp tác. Thế thôi, thế bây giờ là thỏa thuận riêng không được thì phải nhờ cơ quan chức năng thôi. Mọi việc là bây giờ bên nhờ bên công an và ủy ban phường làm việc thôi, chứ họ cũng không hợp tác thì mình đâu có thể nói được chuyện gì, đúng không anh? Quan trọng nhất là bây giờ anh nói với em, khi mà làm việc trực tiếp với chủ nhà, hợp tác hay không hợp tác, anh nói với em là có đơn mời lên là phải lên thôi em. Tại vì đó anh nói với em nè, đặt giả thiết như bây giờ căn nhà nó đã bán à, thì em Vũ cũng là người thừa kế căn nhà đó. Mỗi căn nhà không có thể mà đứng hai tên được, đúng không? Giống như bây giờ em đi xe đi, đúng không? Cũng là một số xe luôn, nhưng mà là coi như hai cái bảng số giống nhau, là có một cái bảng số thật và có một cái bảng số giả à. Còn ai thật ai giả thì cơ quan chức năng người ta sẽ làm rõ thôi, đúng không? Cái câu chuyện này cái câu chuyện này thì em hiểu, tức là một căn nhà không thể có hai sổ hộ khẩu được, không hai không thể có hai cái giấy tờ nhà. Cái chuyện đó thì cũng có rất nhiều ý kiến của cô chú bác người ta phân tích. Thì bây giờ câu chuyện mà các anh chủ nhà đó mua của người nào thì anh cứ tới gặp người đó đi. Trong khi đó là cơ quan chức năng người ta đã công nhận căn nhà này của tôi hợp pháp, thì công cơ quan mà đã công nhận rồi thì chạy đi đâu mà sai nữa. Đúng rồi, thì chú Ngọc nói là chú Ngọc cũng đóng thuế căn nhà gì đó. Bữa ổng lên chú Ngọc chia sẻ đó. Đúng rồi anh, dạ. Thì cái điều đó cho thấy rằng là điều gì? Mình là chủ cái sở hữu tài sản đó, cho nên là mình đóng thuế căn nhà đó. Mới được đóng. Đúng không? Mới được đóng. Ừ. Nhiều khi là bà cô Vân, nhiều khi là bà cô Vân bà muốn đóng mà bà không thể đóng được đó anh. Anh cứ nghĩ như vậy không? Đúng rồi, đã cái thừa kế là được pháp luật bảo vệ mà em, cái quyền thừa kế là được pháp luật bảo vệ tuyệt đối 100%, em hiểu không? Dạ. Không ai có cái quyền xâm phạm, bán, cầm cố hay là cho thuê cả. Đó, còn cái vấn đề mà họ làm như thế nào mà họ bán căn nhà đó, thì khi mà lên trên cơ quan chức năng đó, có những cái đơn mà từ chú Ngọc á, thì cơ quan chức năng người ta sẽ điều tra ra, đó là như thế nào, thì nó có nhiều vấn đề lắm. Mình đặt ra hai cái giả thuyết. À, ví dụ như đây có phải là một cái vụ dân sự hay không, hay đây có phải là một cái vụ hình sự, đúng không? Một là dân sự, hai là hình sự. Cái này là mình đặt ra cái giả thuyết thôi nha. À, còn cái vấn đề mà cái phán quyết cuối cùng là mình chờ đợi từ cơ quan ở địa phương đó, à, họ điều tra, họ xác minh thì sự việc nó sẽ rõ ràng thôi. Dạ, rất cảm ơn ý kiến của anh Minh đã có những cái chia sẻ khách quan để cho cô chú bác đang theo dõi những cái thông tin trong cái câu chuyện của em Vũ 20. Được cập nhật một số cái tin tức khá là nóng trong ngày mùng 7 tháng 4 này. Thì cô chú bác tiếp tục chờ đón những cái tin vui từ những phát ngôn trực tiếp của chú Ngọc, của em Vũ, như là bên phía các cơ quan chức năng. Thì có thông tin gì mới thì mấy anh em tụi mình sẽ liên tục cập nhật các video. Cô chú bác nhớ bấm đăng ký, like và share ủng hộ kênh YouTube của tất cả các anh em, kênh Dòng Đời TV và kênh Minh Nguyễn 1968 1986. Cảm ơn Minh Nguyễn rất là nhiều. Xin hẹn gặp anh ở các video tiếp theo anh nha. Rồi, chào mọi người ha. Dạ vâng, em chào anh ạ. Rồi, xin chào.